Có bạn này hỏi là anh Huân ơi câu xa bờ để bát bao nhiêu thì hợp lý nhất Và em thấy bát nguyên bản của nhà máy để rất là cao Thì đây là cây cần mình đang đo Đấy bát nguyên bản của nó là gần 80 Bát rất là cao Về thị trường Việt Nam thì sẽ không phù hợp để anh em mình câu lục Thế cho nên là để câu lục ở thị trường Việt Nam này Thì chúng ta nên hạ bát xuống còn khoảng 20 phân Như hình ảnh tôi đang cầm trên tay đó, còn một số anh em để cao khoảng 35, 45 và 65 phân Thì đấy là những cái cách thức mà mọi người đánh cho nó phù hợp tay à, Còn để đánh xa nhất thì chỉ có hai cách để bát mà chúng ta vẫn có thể câu được Đó là bát thấp từ 18 đến 20 phân và bát cao từ 50 cho đến 65 phân Tùy vào chiều cao của mỗi người Anh em lưu ý câu xa bờ để bát rất quan trọng Nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống xương khớp khi chúng ta câu cho nên là không nên để bát nó nương chừng quá nó sẽ rất là mất sức ảnh hưởng đến xương khớp trong quá trình ném xa rất nhiều cần thủ đã câu xa và ảnh hưởng rất nhiều đến xương khớp và có những trường hợp đã phải bỏ câu bản thân huân cũng có một thời điểm gần như đã muốn bỏ câu vì hệ thống xương khớp của vai nó bị đau nhức và buốt Xong thời gian thì huân đã luyện tập cách ném cò thấp và ổn định hơn Bây giờ mình để cái bát 20 phân mình cảm giác câu khá thoải mái Cho nên là anh em hãy lưu ý khi để bát cò để câu cho nó phù hợp với khả năng của mình